Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày thứ Sáu, 23 tháng 7 năm 2021. Giờ này của chúng tôi là 11 giờ 20 buổi tối, tức là ở các nơi khác đi trước chúng ta, đón ánh mặt trời trước chúng ta. Tại Việt Nam và tại bên Úc, nó đã đi qua đến ngày thứ Bảy rồi. Thì tự nhiên tôi lại có một cái suy nghĩ nó cũng hơi lạ thường một chút. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đó là ngày giỗ 7 năm của người vợ của tôi, Công Tằng Tôn Nữ Đoan Trang, tức là nghệ sĩ Quỳnh Dao. Năm thứ Bảy tôi có đi lễ chùa và trong gia đình với nhau đó tưởng nhớ lại một cái người thân đã mất. Cái điều mà ít khi tôi nói ra, Công Tằng Tôn Nữ Đoan Trang, tức là nghệ sĩ Quỳnh Dao, đó là em họ của ông tướng Nguyễn Khoa Nam, một vị anh hùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và đã tự tử. Chúng tôi ít khi nói ra ngoài chuyện đó, và trong gia đình với nhau đó thì hiểu được hiện nay như vậy. Bà mẹ ruột của tướng Nguyễn Khoa Nam đó là chị ruột của ông cụ thân sinh ra Quỳnh Dao, học giả Ưng Quả. Chúng tôi hiểu những cái chuyện ở bên trong mà thôi, ít khi nói đến. Hôm nay đó là tại vì nhớ đến người thương yêu của tôi đã mất từ 7 năm đó, tôi suy nghĩ về chuyện đó. Nhưng mà điên mà, tôi suy nghĩ sâu xa hơn một chút nữa. Năm 1975, 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 đó, tôi cùng với lại một người bạn hiện nay vẫn còn sống ở đang cái vùng của tôi đấy, nhưng mà hơi điên rồi, tôi xin phép không có nhắc tên người bạn đó nữa. Nhưng mà nếu mà nghe đến cái đoạn này đó thì người bạn đã biết là tôi đang nói đến ai đấy. Chúng tôi tìm cách vượt biên 30 tháng 4 không xong, mùng 1 tháng 5 chúng tôi đi từ Sài Gòn đi qua đến Thủ Đức, chạy sang đến Bà Rịa Vũng Tàu, đi lên tuốt lên đến tận Long Hải, Phước Tỉnh. Chuyện không xong phải đi về. Thì trên cái đường về đó, đi một cái xe Honda Hypo lớn lắm của một cái người em rể của cái người bạn thân của tôi. Ông đó rất là một bác sĩ cũng khá nổi tiếng ở đây, tôi cũng lại xin miễn không nhắc đến tên nữa. Nhưng mà trên đường đi về thì quay trở về đến Vũng Tàu. Chúng ta nhớ là Vũng Tàu hay là Cáp Xanh Trắc, nó có bãi trước bãi sau. Thì khi mà tôi nhìn thấy trời chiều xuống đó, có một chú bộ đội ngồi nhìn ra biển đó, thì tôi vỗ vai người bạn tôi. Tôi bảo, mày ngừng, cho tao đi xuống, tao nói chuyện này một chút. Và tôi gỡ cái kính của tôi ra, và tôi rút trong túi ra một điếu thuốc lá. Rồi tôi ngồi bên cạnh cái người bộ đội đó. Tại vì thưa quý vị và các bạn, trong những cái lúc mà là nó dồn dập, nó khủng hoảng, trong cái ngày gọi là Việt Nam, miền Nam được giải phóng đó, tôi đã từng bị đem xuống ruộng những cái đám gọi là cách mạng 30 khốn nạn đó, dẫn tôi xuống ruộng đó, là còn kê súng vào đầu tôi bắn đánh bắp một cái xong cười ầm lên. Thì cái người ở trên bờ ruộng đó cứu tôi sống,
là một người rất lạ. Tôi nói một câu như thế này khi mà họ đã bịt mắt tôi rồi, và họ còn tuyên án tôi là đi ăn cướp ngân hàng các thứ gì đó, là họ còn dọa tôi rằng để cuối cùng là chỉ cũng muốn lấy tiền thôi. Thì tôi bảo tôi tưởng các anh đi vào đây giải phóng, hóa ra các anh chỉ là một lũ ăn cướp và tìm cách đó là giết người để lấy tiền thôi. Thì lúc đó đó là tự nhiên đó là cái sát khí nó lắng xuống. Đi cởi nó mắt nó ra, thì tôi nghe thấy nói như vậy đó là một cái giọng trọ trẻ của một cái người miền Trung. Thì cái đám khốn nạn đó kéo cái mặt nạ của tôi, họ bịt mắt tôi mà họ dẫn tôi vào trong ruộng cả một cây số ở bên trong đó, trong khi bạn tôi đó là vẫn đậu xe ở ngoài. Và lúc mà tôi đi vào thì tôi nói với người bạn tôi: mày đi đi, không thoát đâu. Nhưng mà nếu mà sau này có lúc quay về đó thì mày cho cha mẹ tao biết rằng là tao ở đây, cắm cho tao một nén nhang. Tao nghĩ là tao vào đến đây là xong rồi. Và trước đó đó, đó là tôi đã cứu người bạn tôi vì cái chuyện ăn cướp của chúng nó ngay 1975 đó, đó là nó lấy giấy tờ cái xe Honda 175cc rồi lớn lắm của người bạn tôi, nó bỏ túi, nó bảo rằng là người bạn tôi đi ăn cắp xe, ăn cướp xe, và nó đòi tịch thu cái xe đó. Thì lúc đó người bạn tôi đi vào trong đó bị kết tội là tịch thu, gọi là ăn cướp cái xe đó, mà trong khi đó là đưa giấy tờ chủ quyền của cái xe đó cho mấy cái đứa đó rồi. Thì tôi ngồi ở ngoài tôi đợi 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi thì có mấy người bộ đội chính quy. Tôi nhìn thấy là tại vì họ ăn mặc quần áo khác với lại cái đám khốn nạn, cái đám cách mạng 30 đó. Tôi bảo chị cho tôi miếng nước được không? Thì cái người bộ đội phụ nữ đó: anh uống đi, nhưng mà anh làm gì ở đây vậy? Tôi nhờ người bạn tôi đi xuống Bà Rịa, Vũng Tàu đón gia đình, vì Sài Gòn bây giờ nó loạn quá, thành ra tôi phải nhờ người bạn tôi đi đón vua. Và người bạn tôi đó là mượn cái xe đó đi, có giấy tờ chủ quyền đàng hoàng. Cái anh mà mặc áo trắng đó cầm giấy tờ đó bỏ trong túi, quay ra nói rằng là anh này là ăn cắp xe và đòi tịch thu cái xe. Thì chị với lại mấy anh này đó là đi vào đây động để giải phóng đất nước hay là để cho người ta đi ăn cướp nó như vậy. Thì cuối cùng sau đó đó là phải 45 phút sau đó, đó họ trả lại cái xe đó. Và chính là mấy cái người bộ đội chính quy đó, đó, đó. Họ được học tập, được huấn luyện để đi vào giải phóng chứ không phải để đi ăn cướp. Cái đó tôi để ý đến chuyện đó. Sau đó trên cái đường chuyện đó, đi vượt biên không xong thì đi về đó, đó. Thì trên đường đi về đó là tôi đi từ bãi sau rồi mới sang đến bãi trước của cái gọi là Vũng Tàu, hay là cái cắp Xanh Trắc. Nói nếu mình nói chuyện ngày xưa đó, đó thì tôi thấy rằng là buổi chiều nhìn ra bờ biển đó, đó có một chú bộ đội ngồi một mình ở đó. Thì tôi mới vỗ vai người bạn tôi. Tôi bảo mày ngừng cho tao đi xuống một chút. Và tôi gỡ cái mắt kính của tôi ra. Mắt kính lúc đó là một cái tội nặng lắm, là trí thức mà. Nhưng mà tôi có trong túi tôi điếu thuốc lá. Tôi đi ra tôi ngồi bên cạnh bờ biển đó, bên cạnh cái chú bộ đội đó, trẻ hơn tôi nhiều lắm. Tôi bảo ô bây giờ là xong chiến tranh rồi đó đó. Tức là anh có yên tâm không? Tôi, cái chú bộ đội đó nó nhìn tôi suy nghĩ một chút, biết là làm thằng ngụy rồi. Dù rằng là tôi không có đeo mắt kính, nhưng mà là tại vì cái thái độ của tôi đó,
nó có cái tính chất gọi là thân hữu niềm nở, nhưng nó không có cái tôi sắp được phục viên. Lúc đó tôi chưa biết chữ phục viên là gì tất cả, tôi phải trở về sống đời nông dân để đi cày, và vì vậy đó đó tôi không vui. Đó là chú bộ đội nói cái đó. Thưa quý vị và các bạn, đấy là một trong những cái bài học đầu tiên đó, khi mà tôi tiếp cận với cái gọi là xã hội chủ nghĩa cộng sản hay các con mẹ gì của chúng nó đó đó. Tôi phải rằng là hết chiến tranh rồi, các anh đã hy sinh, anh đã hoàn tất được cái nhiệm vụ đó rồi, thì tại sao mà anh lại mặt mày, anh lại buồn so như vậy? Và anh nói là bây giờ đi về, phải đi về trở về cái đời sống của nông dân để đi cày. Khổ lắm, nói như vậy thôi. Thì tôi ngồi hút hết điếu thuốc lá, hai người với nhau. Lúc mà tôi đi ra đây thì tôi nghĩ trong đầu tôi bảo, nếu vậy thì đất nước chúng ta lại còn chiến tranh nữa, là tại vì cái mũi nhọn của cái chế độ cộng sản là những bộ đội chính quy đi từ miền Bắc vượt qua nào là Lào, Miên các thứ, rồi đường mòn Hồ Chí Minh, xong rồi giải phóng được miền Nam. Mà chính là cái mũi nhọn đó, họ đang nghĩ rằng là họ không còn là mũi nhọn nữa, họ trở về với cái trạng thái của họ, trở thành một cái người nông dân đi cày. Thì tức là cái đời sống của cái người nông dân đó, đó khổ hơn cái người bộ đội. Và lúc đó tôi đã nghĩ trong đầu tôi là thế này thì nguy thật, đất nước chúng ta sẽ lại còn có chiến tranh. Và cái đó nó ám ảnh tôi. Và quả nhiên, thưa quý vị và các bạn, sau đó thì là có chiến tranh, Trung Cộng tấn công mấy tỉnh miền Bắc của đất nước chúng ta. Rồi đó là thanh niên trai tráng của Việt Nam, bộ đội của Việt Nam đó là đi qua giải phóng xứ Campuchia khỏi cái lực lượng Khmer Đỏ mà do chính Việt Nam với lại Trung Cộng đã góp phần đào tạo ra. Cái đó nó kéo dài từ 1979 cho đến 1989 nó mới dứt. Thì những cái điều đó nó làm cho tôi phải suy nghĩ, và tôi càng nhớ đến những người bạn trung học của tôi đi vào quân đội, có người sống có người chết, và sau này đó là lại đến khi mà thoát được ra ngoài đó là tôi thường xuyên đi tìm những cái người ở trong quân đội, tìm hiểu cái tâm tư của họ. Và phần lớn đó, những cái người đó, thưa quý vị và các bạn, đều lớn tuổi hơn tôi hết, từ cấp tá lên đến cấp tướng. Và ngay trong số những cái người Mỹ cũng vậy nữa, tôi tiếp xúc giao tiếp với họ rất nhiều, kể cả những cái người Mỹ mà đã là cựu chiến binh đã từng tác chiến ở tại Việt Nam. Tôi tìm hiểu tôi, cái cách suy nghĩ của họ. Và tôi bảo rằng là quý vị, các bạn nghĩ rằng là tham dự vào một cái trận chiến có chính nghĩa mà cuối cùng thất bại, và sau đó 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 bao nhiêu người chết, mà lúc mà đi về đó, đó là bị xã hội của quý vị và các bạn coi như là những cái kẻ điên khùng giết người thế này thế kia. Rồi ngay trong cái thành phần đó, đó cũng có nhiều người đã bắt đầu ma túy xì ke bệnh tật ở kia. Thì tôi tìm hiểu cái đó, và bây giờ chúng ta đang thấy tái diễn một cái trường hợp tương tự như vậy đó. Việc Hoa Kỳ sau 20 năm chiến tranh đó, đó rút khỏi Afghanistan như là trước đó đã tính rút khỏi Iraq, hoặc là trước đó nữa là rút khỏi Việt Nam chẳng hạn. Tôi suy nghĩ về cái chuyện đó, và vì vậy đó chúng ta ngày hôm nay có một cái đề tài nó rất lạ. Tôi là một cái người chưa từng ở trong quân đội, và trong gia đình của chúng tôi đó, bà nội của chúng tôi
y hệt như là những cái phụ nữ Á Châu của chúng ta, lấy chồng gánh vác giang sơn nhà chồng, thuộc gia phả lịch sử tổ tiên của dòng Nguyễn Xuân của chúng tôi. Mặc dù đó là bà nội tôi đó là cháu ngoại của một người anh hùng của đất nước chúng ta, cụ Bùi Xuân Phái, không phải rằng là nhà họa sĩ về sau này, một trong những người trẻ nhất đi kinh doanh kiếm tiền để yểm trợ cái phong trào Đông Kinh nghệ thuật thời đó. Bà nội tôi nhờ cái đó có thể rằng là tôi hiểu được hơn về tổ tiên của mình, và tôi cũng cảm nhận được nhiều hơn về cái lẽ chiến hòa vân vân gì đó. Thì tôi muốn nói vắn tắt nó như thế này này: khi tôi nhìn thấy một cái người bộ đội ở phe thắng trận, mặt mày buồn so nhìn ra biển, mà thưa quý vị và các bạn, gia đình tôi đó là cũng vừa mới thoát bằng đường biển, mà tôi nhìn thấy rằng là cái người bên phía thắng trận đó, một chú nhỏ bộ đội 20 mấy tuổi, nhỏ xíu à, mặt mày buồn so: em phải về, trở về cái đời sống của nông dân đi cày. Thì tôi phải rằng là hết chiến tranh rồi, được hòa bình, được về đoàn tụ với gia đình nọ kia thì mọi người đều phải vui vẻ không? Hình như nó có một cái gì đó nó rắc rối hơn là cái điều chúng ta suy nghĩ. Chúng ta, tôi nói là người Việt Nam, còn cái bọn nhà báo khốn nạn của Tây Phương đó, đó không biết cái con mẹ gì hết. Tại vì về sau này tôi có kể lại những chuyện như vậy, xong nó bảo ông là người duy nhất đầu tiên đó, ở trong Nam, ông nói rằng là chiến tranh ở tại Việt Nam sẽ vẫn còn tiếp tục, mà ở những cái nơi nơi xuất phát mà nó bất ngờ nhất, ông tiên đoán rằng là Trung Cộng sẽ đánh Việt Nam, và Việt Nam đó là sẽ đi qua Campuchia, thời đó gọi tên tên là Campuchia. Thì họ ngạc nhiên, tôi bảo không, tôi có suy nghĩ về cái đó là tại vì những cái người lãnh đạo ở trên tưởng tượng ra cái cuộc chiến như thế này thế kia nó ra làm sao, nhưng mà cái mũi nhọn của họ chính là những cái người chiến binh bộ đội lính chiến của Việt Nam Cộng Hòa ở tại miền Nam chẳng hạn đó. Họ suy nghĩ khác, họ thường xuyên cận kề với cái chết, và cái tinh thần gọi là huynh đệ chi binh đó, đó, những cái người bạn đồng ngũ của mình đó, đó, sống chết với nhau, cái mối ưu tư của họ đó, đó, võ khí đạn dược quan trọng nhất, sau đó mới đến là cái khẩu phần ăn. Và khi mà một cái người bạn của mình đó, đó, chết bên cạnh mình, họ đau khổ vô cùng, là tại vì họ nghĩ rằng là đây không phải là một cái tai nạn, đây đó có thể là chính mình vì sơ sẩy để xảy ra như vậy, một người bạn đồng ngũ với mình bị hy sinh chết trận như vậy đó. Họ đau khổ hơn là tất cả mọi những cái điều mấy cái thằng nhà văn nhà báo có thể viết được. Họ khổ ghê lắm, là tại vì tại sao nó chết mà không phải là tôi chết, tại sao lúc đó đáng nhẽ ra nếu mà tôi làm như thế này tôi làm như thế kia thì có thể rằng là nó không chết. Mà thưa quý vị và các bạn, trong chiến tranh đấy, cái chết nó cận kề với mọi người hết. Và không phải rằng là một người này chết tức là một tai nạn, không phải. Nhưng mà tâm lý của những cái người chiến binh thuộc bất cứ phe nào, mà tôi không có nói đến cái chuyện quốc cộng này này kia nữa, tôi nói đến cái tâm lý của những cái người trai trẻ đó.
khi mà rời xa gia đình và tiếp cận với tử thần trong từng giờ, từng phút một, thì họ nghĩ đến cái gì? Võ khí, đạn dược. Kế tiếp mới là lọc nước, khẩu phần ăn. Rồi nếu mà có bị thương thì có một chút thuốc men. Họ nghĩ đến cái chuyện nó như vậy. Những cái chuyện suy nghĩ đó của họ, thưa quý vị và các bạn, nó hoàn toàn nó xa rời khỏi cái sự suy nghĩ của những cái người lãnh đạo ở trên lấy quyết định tham gia vào cái trận chiến. Những người đó, phần lớn ra là thành phần dân sự và điều khiển thành phần quân sự. Tôi nói là trong cả hai chế độ cộng sản lẫn cả cái chế độ gọi là dân chủ cũng như vậy nữa. Một ông tổng trưởng quốc phòng của Mỹ có thể ra là một người dân sự, vì lý do chính trị này, vì lý này kia đó, là điều khiển một số mấy ông tướng ở dưới, mà trong đó mấy ông tướng đó là có những cái người đầu óc nó nông cạn, giống như là cái ông tướng đang làm chỉ trưởng của cái hệ thống Mỹ bây giờ đó, mà đang đi ra gây gỗ nó lại kia đó. Tôi bảo mấy cái thằng này là thằng ngu, thằng khốn nạn. Bây giờ mới bảo, giờ tôi mới bắt đầu tôi học về Marx Lenin, về các Marx nào kia, tôi bảo cái thằng này là thằng khốn nạn, vậy mà nó điều khiển quân đội của nước Mỹ bây giờ. Thế thì chúng ta tưởng tượng suy nghĩ lại xem trước đó nó ra làm sao, nhảy vào cái cuộc chiến Việt Nam. Dân sự Robert McNamara không biết một cái con mẹ gì về chiến tranh, không biết một cái con mẹ gì về cái chủ nghĩa cộng sản này tất cả. Trên đó John Kennedy cũng y hệt như vậy, lấy những cái quyết định mà khiến cho ở dưới đó là bao nhiêu cả triệu người lính Mỹ đi vào một cái cuộc chiến ở tại Việt Nam, y hệt như là sau này ở tại Afghanistan, ở tại Iraq chẳng hạn đó, mà không hiểu gì về cái đối thủ. Tất cả không sao, không cần hiểu, bật computer lên đếm xem rằng là cái số tử vong bên này, tử vong bên kia nó ra làm sao. Hoàn toàn là những cái khái niệm trừu tượng mà không biết được rằng là dưới đó cấp úy, cấp còn nhỏ hơn nữa, những người chiến binh của mình hàng ngày sống, suy nghĩ ra làm sao, đối phó với chuyện đó nó như thế nào. Và thê thảm hơn vậy nữa, đến khi trở về không mất mạng nhưng mà mất bạn, rồi trở về đó là nhìn thấy cả cái xã hội phè phỡn đú đờn ở nhà đó, ta coi mình đó là một cái thằng đi giết mướn một người này như thế kia đó, là phỉ nhổ họ. Và chuyện đó nó đã xảy ra sau ở tại Hoa Kỳ, sau cái cuộc chiến tranh ở tại Việt Nam. Chuyện đó nó cũng đã xảy ra ở ngay tại Việt Nam sau cái cuộc chiến tranh đó. Tôi nói đến trường hợp của một cái chú bộ đội đó chẳng hạn, thì tôi nói đến những cái người mà ở trong quân đội của cộng sản đó vẫn được người dân tương đối kính trọng vì cái hệ thống tuyên truyền ở kia, nhưng mà quan trọng đó là họ có kỷ cương, họ được huấn luyện để đi giải phóng đất nước. Còn lại đó, cái bọn mà tiếp cận ra khỏi chạy lính mà tiếp cận với lại thị trường, với lại người dân và kiếm tiền nhiều nhất là chính là bọn công an, người Việt Nam nói chung. Tôi nói bây giờ ở trong nước vậy đấy, tương đối họ nể nang những cái người ở trong quân đội, cái chú bộ đội đó, họ lấy nể hơn rằng là cái thằng công an ở đầu đường xó chợ đó. Cái hiện tượng đó nó có. Thì bây giờ đó có ai hỏi xem như là cái chú bộ đội 20 tuổi lúc đó, bây giờ đó là thưa quý vị và các bạn đó, gần 70 rồi, về già rồi, đi vá lốp xe tiền nào kia, khi mà tổ quốc hay là đảng hay là cái khốn nạn nào đó ở trên nó nói rằng phải làm này thế kia đó, họ đi họ hy sinh. Và cuối cùng sau đó họ thấy rằng là cái sự hy sinh của họ đó làm cái điều vô ích.
Và bây giờ đó, đó con cái của họ sống ra làm sao? Trong khi đó bên cạnh đó một cái đám công an đó, thì làm giàu này kia, họ đau khổ lắm chứ. Nhưng mà bây giờ đó, họ nói thế này, bao nhiêu những trường hợp như vậy nó đã có. Sau 75 tôi đã gặp nhiều người bộ đội từ miền Bắc vào, tôi đã nói chuyện với họ, kể cả những nhà văn của miền Bắc ở trong quân đội này. Tôi đã gặp, và tại vì tôi muốn tìm hiểu xem rằng là tại sao họ chiến thắng, cái sức mạnh nào khiến cho họ chiến thắng, và những cái nguyên nhân nào mà khiến cho ở miền Nam thất bại. Tôi đã ở trong miền Nam đó, tôi cũng biết một số những cái nguyên nhân đó, không chỉ có riêng người Mỹ không thôi đó. Nó có nhiều lắm, nhưng mà tôi không muốn nói chuyện đó. Tôi muốn nói đến cái nỗi đau của cái người chiến binh. Và bây giờ đó đó, Hoa Kỳ đang tái diễn lại chuyện cũ, thì những cái người chiến binh Mỹ sau một cái cuộc chiến kéo dài 20 năm, bây giờ về đó, đó thì 20 năm họ suy nghĩ như thế nào? Tại sao lãnh đạo quyết định nhảy vào một cái cuộc chiến đó? Mục tiêu là gì? Thế nào là thắng, thế nào là bại? Đi lòng vòng trong cái chuyện đó, lật đổ cái chế độ Taliban ở tại Kabul, dượt và diệt xong cái lực lượng gọi là Al-Qaeda thì xong rồi gì nữa không? Tự nhiên nó đã đổi mục tiêu, xây dựng cái nền dân chủ ở tại Afghanistan là chuyện ngu xuẩn. Tại vì xứ này đó, từ thời Trung cổ cho đến bây giờ đó, chưa có một cái khái niệm gì về nền dân chủ hết. Đùng một cái trong vòng 1 năm 3 năm nên phải học về quy tắc dân chủ, đi bầu này thế kia làm sao. Các cái đế quốc Âu Châu đó là nổi tiếng về cái chủ trương bành trướng, đế quốc Anh và đế quốc Nga trước đó đều cũng đã đi vào Afghanistan và gãy răng ù té bỏ chạy. Thì nước Mỹ dưới thời của ông Bush con đó, cũng nhảy vào một cái chuyện đó, nó như vậy. Thì khi mà chúng ta suy nghĩ cái đó, tôi bảo rằng là cái giới chiến lược gia phần lớn ra là dân sự trong hay ngoài đảng, khốn nạn của bên phía cộng sản hoặc là bên phía bên này cũng vậy nữa, không hiểu gì về cái đời sống của người chiến binh. Cái bọn sĩ quan tướng tá ở dưới đó đó, ít người dám nói rằng là sai rồi, thưa tổng thống, thưa ông tổng trưởng. Tôi có nói đến một trường hợp mà tôi gọi là đê mê đó, đó là tức là khi mà thằng tổng thống Lyndon Johnson chửi bốn ông tướng của Hoa Kỳ, tại vì bốn ông đó nói rằng là thưa tổng thống, cái lối mà tham gia vào cái trận chiến Việt Nam này đó là sẽ thất bại. Họ đã bàn với nhau xong đó, Lyndon Johnson quạt ngang, và một người sĩ quan sau này lên cấp tướng dùng cái bản đồ, cái bảng để biểu dưới nọ kia đó, một người tổng thống Mỹ Lyndon Johnson chửi mấy ông tướng đó, và họ đều là những cái người dày công hãn mã, đã đi từ đệ nhị thế chiến qua chiến tranh Cao Ly, chứ không phải là những cái người mà gọi là trên trời rơi xuống đâu. Họ bị chửi như tát nước vào mặt, họ đứng thinh như tất cả. Và một thằng tổng thống dân cử chửi những cái người mà đã hy sinh để bảo vệ đất nước Hoa Kỳ từ khi còn là một người lính ở dưới lên đến thằng hạ sĩ quan, sĩ quan đến này thế kia, đến thằng tá rồi đến thành tướng như vậy đó. Họ đâu phải là những cái người tầm thường mà họ bị tát và bị chửi như vậy, là tại vì cái nền dân chủ khốn nạn của nước Mỹ nó cho phép những cái thằng dân chủ lưu manh khốn nạn nhảy vào những cái cuộc chiến mà không hiểu gì cả đó, chửi những chuyện kia. Thì dần dần đó, thưa quý vị và các bạn, tướng tá của Mỹ cũng trở thành bọn chính trị gia, cũng phải nhìn trước đón sau. Nhưng mà những cái người lính ở dưới nó ra làm sao?
Thì tôi cho rằng là đó nó cũng là một cái điều mà chúng ta cũng nên để ý, quan tâm, hiểu được cái chuyện đó. Anh nghe khởi đầu tôi có nhắc đến hôm nay là ngày giỗ của Thím Giao, người vợ của tôi cũng có nhắc đến ông tướng Nguyễn Khoa Nam, ông tự tử. Mà lúc đó nó thật là ông có ra lệnh trong quân đội, những cái người chiến binh dưới quyền của ông đó là không một ai được tự tử, tất cả chấp nhận mọi chuyện hết. Người ta nói rằng là tổ quốc, danh dự và trách nhiệm, có thể rằng là đó là cái động lực khiến cho tướng Nguyễn Khoa Nam tự tử vào kia. Tôi tầm thường lắm, tôi nghĩ rằng là ông thương những người lính tác chiến dưới quyền của ông, và ông không muốn những cái người đó đó hốt hoảng đi làm chuyện này chuyện kia khi mà tình hình không có đảo ngược được nữa, bọc xuôi đi. Ông khuyên những cái người đó là đừng làm những chuyện như vậy, nhưng mà bản thân ông đó, ông không chấp nhận được chuyện là phải quỳ gối đầu hàng. Ông từ biệt một cách rất là anh hùng. Nó làm cho tôi suy nghĩ không phải về ông Nguyễn Khoa Nam. Tôi nói cái đó đặng để cho quý vị và các bạn hiểu rằng là trong gia đình chúng tôi là còn theo dõi chuyện là biết như vậy. Không phải là vì ông đó, mà tôi nghĩ đến những cái người lính ở dưới. Kính phục cái người chỉ huy của mình, đích thân của mình, mà bây giờ đã vẫn đi theo đúng quy củ, đừng có chiến đấu nữa, chết bỏ mạng, đừng có tự tử nữa. Nhưng mà riêng ông đó, ông không chấp nhận được cái chuyện đó, là ông lại phải thua như vậy thì ông tự tử. Ông chọn lấy con đường của ông, nhưng mà trước khi chọn lấy con đường của cá nhân mình đó, ông nghĩ đến những cái người dưới quyền của ông, những cái người lính chiến ở dưới. Tôi thương ông ở cái quyết định đó, và chính là vì những cái chuyện đó tôi mới tìm hiểu thêm, và đó là lý do tại sao một ngày hôm nay đó tôi có một cái tiết mục nó khá đặc biệt như vậy. Những cái người lấy quyết định về chiến hay hòa ở trên đó, ít khi để ý đến số phận và cái nỗi khổ tâm của những cái người lính chiến ở dưới. Nếu mà họ quan tâm hơn một chút đó, thì có lẽ thế giới sẽ bớt qua chiến tranh. Và nếu mà chúng ta chịu khó tìm hiểu cái nỗi khổ tâm của những cái người lính chiến đó, đồng đội của mình bị chết, mình nghĩ rằng là đáng nhẽ mình phải làm nhiều hơn để cái người đó bị chết đó ân hận vô cùng. Cái tình gọi là huynh đệ chi binh đó, thấy một người bạn trong cùng một đơn vị của mình bị chết, khổ đau vô cùng. Tại vì họ nghĩ rằng là họ có trách nhiệm về cái đó. Khổ đau hơn nữa đó, khổ tâm hơn nữa đó, khi mà họ trở về đến hậu phương đó, thì họ bị cả một cái xã hội ăn ngon mặc đẹp, giàu có trù phú ở bên trong coi họ như là một cái bọn sát nhân, cái bọn giết người, thua là phải nọ kia. Thì tưởng tượng xem những cái người đó, họ sống, họ suy nghĩ ra làm sao về xã hội của họ và về tương lai đất nước của họ. Tôi xin cảm ơn những cái sự chờ đợi chú ý của các bạn ở trong một cái tiết mục rất là bất ngờ, ngay cả cho chính tôi nữa, là tại vì tôi không có chuẩn bị, tôi đề cập đến một cái vấn đề nó rắc rối đó như vậy. Nhưng mà nội dung chính tôi nói rằng là nếu mà chúng ta nói đến chiến tranh đó, xin làm ơn suy nghĩ tới người chiến binh dưới cùng ở dưới, súng đạn của họ, khẩu phần ăn của họ ra làm sao, và cái lý tưởng của họ như thế nào mà chúng ta đưa họ vào cái chỗ chết, và sau đó, họ không chết, họ đi về, họ để lại cái chết ở đằng sau lưng họ, và họ nhìn thấy cái xã hội trù phú
đầy những cái ham muốn tiêu thụ ở trong đấy, và coi thường những cái khổ đau và những cái sự hy sinh của họ. Một cái quốc gia như vậy, đó là trường hợp của nước Mỹ bây giờ đó, đó. Không có tương lai, phải suy nghĩ lại đi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn hơn 35 phút.